Rồi, mời các bạn, sau đây mình xin làm bài về counter đến sản phẩm hiển thị trên hai lớp vẽ đoạn kết nối trực tiếp. Trước hết chúng ta sẽ kết nối bọc C, kết nối một lớp vẽ đoạn, bọc D kết nối một lớp vẽ đoạn anode chung, nối nguồn, là điện trở 220 Ω. Vì không có cái hồng ngoại để đếm sản phẩm nên chúng ta dùng cái nút nhấn để đếm sản phẩm. Thạch anh 20 mA master clear nối nguồn. Rồi phần mềm thì chúng ta sẽ sử dụng delay 20 mA, mã bi đoạn một biến để chứa biến sản phẩm. Trước hết chúng ta sẽ đặt cho hai bọt C và D là ngõ ra. Ta sẽ set timer 0 sẽ là đếm xung ngoại, timer 0 chia 1 là không chia. Sẽ đặt giá trị của timer 0 là 0. Rồi ta sẽ sử dụng hàm get timer 0 để đặt sản phẩm sẽ bằng get timer 0. Nếu sản phẩm lớn hơn 10 thì chúng ta sẽ reset cái timer 0 lại cho sản phẩm bằng 1 lại. Rồi chúng ta xuất ra hai bọt C và D. Rồi ta chạy thử mới bằng ở đằng 0 0. Ví dụ một sản phẩm qua thì lên 1, lên 2, lên 3 nữa. Lớn hơn 10 thì sẽ quay lại 1. Rồi, cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.